các bạn. Sau hơn 2 năm kinh doanh Saffron, chưa nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ phía khách hàng. Thì trong đó hầu hết mọi người khi dùng Saffron đều ngủ rất ngon và sâu giấc. Sáng ngủ dậy thì tinh thần tỉnh táo sảng khoái, không giống như việc sử dụng thuốc tây để điều trị bệnh mất ngủ. Những hệ lụy của căn bệnh mất ngủ kéo dài cũng như là những cái tác dụng phụ khi mà dùng thuốc tây lâu ngày điều trị căn bệnh mất ngủ đang là nỗi ám ảnh đến rất nhiều người. Vì vậy cái giải pháp từ thiên nhiên luôn là sự lựa chọn hàng đầu để mọi người có một cái giấc ngủ tự nhiên, ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn và an toàn lành tính. Nhiều tài liệu nghiên cứu của Thư viện Y khoa Hoa Kỳ chỉ ra rằng Saffron giúp hỗ trợ điều trị căn bệnh mất ngủ một cách an toàn và lành tính, bởi vì trong Saffron có hai hoạt chất chống oxy hóa cực kỳ mạnh mẽ, đó chính là rosin và saronol. Hai hoạt chất này làm giảm căng thẳng mệt mỏi của hệ thần kinh, giúp tăng cường cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp bạn đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Trên đây là một vài thông tin để bạn tham khảo hiểu thêm về Saffron. Nếu bạn có thắc mắc gì thêm, hãy comment xuống video này để Chiêu chia sẻ thêm nhé.